Bây giờ sẽ là những thông tin thể thao. Xin chào anh Quang Vinh. Xin chào anh Hạnh Phúc. Ngày hôm nay thì vòng chung kết U19 đã chính thức khởi tranh rồi. U19 châu Á chính thức khởi tranh và trong đó thì U19 Việt Nam chúng ta có góp mặt. Mọi người đang rất là quan tâm. U19 Việt Nam thì sẽ đá vào ngày mai, ngày 19 tháng 10. Tuy nhiên trước tiên thì chúng ta hãy cùng xem là đội tuyển U19 Việt Nam đã chuẩn bị ra sao cho giải đấu này. Và mở đầu sẽ là những thông tin về đội tuyển U19 Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem là U19 Việt Nam đã chuẩn bị ra sao cho giải đấu năm nay. Trong 2 ngày thì đội tuyển U19 Việt Nam liên tục tập luyện trên mặt sân xấu. Bởi vậy, để an toàn cho các cầu thủ trong buổi tập chiều qua thì các cầu thủ như là Hữu Thắng, Mạnh Dũng đã ở khách sạn chứ không ra tập cùng đội. Tại buổi tập thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định bỏ bớt những bài tập chân cho các cầu thủ. Sau phần khởi động nhẹ nhàng thì các cầu thủ chơi bóng ném bởi vì mặt sân quá xấu và khiến cho ban huấn luyện không có sự lựa chọn nào khác. Cuối buổi tập thì các cầu thủ thư giãn với bài tập tâng bóng. Buổi tập kết thúc sau hơn 1 giờ đồng hồ và ngày hôm nay thì đội sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi đá trận ra quân với U19 Jordani. Lứa cầu thủ U19 Việt Nam năm nay là những gương mặt hoàn toàn khác so với 2 năm trước đây. Nhưng có một gương mặt cũ, một gương mặt đã trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc đầy trái ngược ở giải đấu đó. Lần đầu tiên dẫn dắt một đội bóng 11 người của Việt Nam giành quyền tham dự một kỳ World Cup, đó vẫn là cảm giác khó tả với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Có những cái thời khắc mình muốn được tham dự World Cup và những cái thời khắc mình đã được đi World Cup, nhưng mà mình không biết là mình có chắc chắn là như vậy không. Thì cảm xúc mà sắp tới thì trong quá trình chuẩn bị cái giải vô địch châu Á, nó cũng lại quay về những cảm xúc như vậy. 2 năm trôi qua, một lứa U19 mới đã được đôn lên, chỉ còn đó huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng với những cộng sự như giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede. Nhưng triết lý và sự quyết tâm của ông thì vẫn bền bỉ như vậy. Chúng ta đại diện cho một quốc gia, chúng ta không phải là đại diện cho một đội bóng phong trào. Để mình thi đấu, để cho vui, đại diện quốc gia, chúng ta phải thể hiện cái bộ mặt của mình. Thứ nhất là mặt chuyên môn, thứ hai nó ý nghĩa nó quan trọng hơn là cái hình ảnh. Năm nay, U19 Việt Nam tiếp tục ở vào một bảng đấu khó khăn với những đối thủ như Hàn Quốc, Australia hay Jordani. Sự chuẩn bị của đội là rất tích cực và mục tiêu mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt ra cũng trở nên thực tế hơn. Tôi nghĩ rằng là 3 trận này cũng giống như 3 trận chung kết của U19 Việt Nam. Nếu như muốn đi xa hơn, tôi chỉ mong muốn rằng là khi ra đi như thế nào, chúng ta quay về như thế đấy một cách lành lặn và mang theo một cái hành trang rất nhiều kinh nghiệm cho những cái đội tuyển quốc gia cấp độ cao hơn, chẳng hạn như U23 hoặc là SEA Games sắp tới U22. Một hành trình mới đang chờ đợi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò. Thất bại hay thành công, đó cũng sẽ là những trải nghiệm đầy quý giá trong hành trình của các cầu thủ và với vị huấn luyện viên gắn bó sâu sắc với đào tạo trẻ này. Hơn ai hết hẳn, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiểu rõ được cảm xúc cách đây 2 năm là như thế nào. Từ lúc bị chỉ trích vì thành tích nghèo nàn, vì lối chơi, tới lúc hạnh phúc tột cùng là một sự thăng hoa mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Ông Hoàng Anh Tuấn thì rất muốn sống lại khoảnh khắc đó và hy vọng ông sẽ truyền lại niềm cảm hứng này cho các cầu thủ trước khi bước vào trận đấu ngày mai. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại khoảnh khắc giúp chúng ta có tấm vé tới World Cup U20 thế giới cách đây 2 năm trước. Chúng ta đang được chứng kiến những giây phút lịch sử thực sự của U19 Việt Nam. Trọng tài đã đổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 1-0 thuộc về cầu thủ U19 Việt Nam mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã làm được. Họ đã vượt qua chủ nhà U19 Ba Lan, tuyệt vời, thật tuyệt vời. Quả thực là những giây phút hạnh phúc thăng hoa đến tột cùng. Và chắc chắn là những người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là cổ vũ cho U19 của chúng ta thì đều mong muốn là những hình ảnh này sẽ được tái diễn. Chúng ta đều hy vọng là điều đó sẽ tái diễn, mặc dù là năm nay chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn. Chẳng hạn như là về lứa cầu thủ năm nay thì chúng ta không được như lứa cầu thủ cách đây 2 năm. Những lứa cầu thủ 2 năm trước đây chúng ta hẳn còn nhớ là có Quang Hải, có Đoàn Văn Hậu và có Thủ Thành, Tiến Dũng. Nhưng tất cả những lứa cầu thủ đó thì 2 năm nay nó hoàn toàn khác rồi, những gương mặt khác, những gương mặt mà tôi nghĩ là không có một chất lượng tốt bằng.
Nhưng cái quan trọng là chúng ta có một tập thể, và vào lúc này được người dẫn dắt là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn truyền lửa, và chúng ta cùng hy vọng là chúng ta có thể lập lại được thành tích giống như là cách đây 2 năm trước. Và bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho U19 Việt Nam. Vâng, chính xác là như vậy. Và những hình ảnh của các trận đấu này cũng được gửi tới quý vị khán giả trên kênh VTV6 và VTV6 HD của Đài Truyền Việt Nam. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ đón xem và tiếp tục ủng hộ cho đội tuyển U19 Việt Nam. Xin cảm ơn biên tập viên Quang Vinh với những câu chuyện thể thao ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn anh Phúc.